nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh Washington DC nha. Ngày hôm nay Minh sẽ làm một cái video quay cái căn bếp của Minh ở bên Mỹ này nó có những gì và cho mọi người tham quan cái căn bếp của Minh luôn nha. Tại vì mỗi khi Minh cũng có đứng đây Minh quay video đó, cũng có nhiều người họ comment là họ nói là bữa nào em giới thiệu về cái căn bếp bên Mỹ như thế nào đi em. Thì ngày hôm nay em sẽ đáp ứng yêu cầu của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Em sẽ làm một cái video giới thiệu về cái căn bếp ở bên Mỹ, nó có những cái gì và để cho mọi người biết hơn về cái cuộc sống bên Mỹ và những cái quan cảnh bếp ở bên Mỹ nó có khác với bên Việt Nam nhiều hay không nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào căn bếp của mình nè. Mọi người thấy không, khi mà mới bước vào là mọi người sẽ thấy một cái tủ lạnh. Trong đây nó có hai ngăn, một bên ngăn bên đây là đựng đồ nấu sẵn, và còn bên đây là đựng những cái thức ăn sống, tươi sống đó các bạn. Đây đó, những cái ngăn này nó chứa những thức ăn tươi sống đây các bạn. Và mình cũng trồng những cái cây như ngò gai, ngò ôm rồi đó. Có đầu mình xài không hết mình bỏ vào tủ này, mình đông đá lại để mình sử dụng cho nó lâu hơn. Rồi á, các bạn sẽ thấy được những cái hộp tủ như thế này. Những hộp tủ này là để đựng đồ, đựng đó. Đây mình những cái này là mình không có xài tới, rất là ít xài tới, là mình sẽ quăng lên đây. Là máy đánh trứng nè, rồi cái khay ăn bánh tráng, những cái loại này thì mình lâu lắm mình mới sử dụng tới, cho nên mình bỏ lên đây. Để hôm nào mình ăn bánh tráng mình sẽ quay cái khay bánh tráng này cho mọi người xem. Cái khay bánh tráng mình thấy rất là tiện lợi nè mọi người. Rồi bây giờ cái mình sẽ đi tiếp qua cái gian thứ hai. Đây là cái gian bếp mà thường mình sử dụng nhiều nhất. Tại chỗ này là rửa chén rồi úp chén lên đây. Úp chén lên đây, các bạn thấy là những cái miếng này à. Các bạn biết là những miếng gì không? Là những cái thớt. Những cái thớt để sắc đồ ăn đó các bạn. Đây nè, ở đây là sắc thớt này, sắc rau nè. Ha. Rồi thớt này sắc thịt bò nè. Rồi còn cái thớt này thì sắc thịt gà nè. Các bạn thấy không? Đó, mỗi một cái thớt là sử dụng cho một cái món ăn. Đó, và cái mình để đây. Mỗi lần mình xài cái là mình lấy cái thớt cây ra cái xong mình để cái miếng đó lên. Còn cái này là những cái đồ mà thay vì các bạn đậy nắp á, thì đồ ăn của mình nó sẽ bị hầm hoặc nó hư á. Nó mình sẽ đậy cái này để tránh dán và cho cái hơi nó bốc lên. Đây, công dụng của nó là như vậy đó các bạn. Đây nè. Đó, đậy lên vậy nè, tránh dán, nhưng mà để cho thức ăn nó mau nguội nữa. Đó, nha. Rồi á, mình rửa chén xong cái mình úp lên đây. Úp lên đây. Muỗng đũa cũng dắt lên đây, khi nào ráo rồi bắt đầu mình mới bỏ vào tủ. Đây là cái góc đồ này là góc sinh hoạt hàng ngày, những cái kéo nhiều quá mình sẽ bỏ vô một cái hũ như vậy. Còn những cái đó là để chà bếp rồi đó. Ví dụ như mình ăn khoai lang rồi cũng mình lấy bằng chải chà khoai lang nè. Rồi đây, cái chỗ này là mình thiết làm như vậy nè các bạn, cho nó sạch. Khi mà mình để cái chai nước rửa chén đây á, nhiều khi á nó sẽ bị dính dưới này nè các bạn, nó rất là dơ. Cho nên mình để vô cái hũ như vậy, để vô cái khay như vậy. Còn mình làm cái khay nhỏ nữa, cái khay nhỏ này để đựng mấy miếng cước. Và mình có làm một cái miếng cước, một cái đồ để treo cái miếng cước đây nè, miếng mút đây nè. Miếng mút này thường á là mình sử dụng mỗi ngày, cho nên mình sẽ treo ở đây để cho nó rõ nước xuống đây. Các bạn thấy không? Rồi, bên đây là cái vòi nước nó như thế này các bạn. Đó. Các bạn có thể kéo qua được các bạn ha. Kéo qua được ha. Rồi ở dưới này á nó có một cái nút bấm, các bạn bấm. Đó. Chuyển là nước. Rồi, để lên rồi xong tắt. Tắt là bấm bạn mở lại là nó sẽ trở về vị trí cũ. Đó, bạn thấy hay không? Còn cái chỗ này á thì chắc có lẽ nhiều người cũng khá biết rồi, là khi mình dặn qua đây. Mình dặn qua đây là nước nóng. Đây các bạn, thấy không? Còn á, khi các bạn dặn qua đây là nó sẽ lên nước lạnh, rồi vô rất là lạnh đó. Mình mời các bạn tham quan tiếp nha. Qua đây, đây là cái máy phát wifi của nhà mình.
để ngay dưới bếp, để ở dưới lầu vẫn xài được mà ở trên lầu vẫn xài được luôn. Rồi cái bình này là bình nước nóng, bình nấu nóng để uống cà phê á, hoặc là trụng hủ tiếu rồi đó thì mình nấu cái này nó nhanh lắm. Cái này mình để đây chút xíu mình nấu, tính là thịt heo này chút xíu mình sẽ kho với khóm này nè các bạn. Đó, ăn cho nó có chất rau. Rồi cái máy này là máy xay sinh tố, ít khi xài lắm mà không có chỗ để. Cái máy nó cũng khá là to cho nên để đây và bỏng lại. Bỏng lại để sợ nó bụi hư. Còn cái máy này á là cái máy khui khui đồ hộp các bạn. Khi mà mình muốn khui một cái gì, một cái hộp nào đó thì mình cứ đưa vào các bạn này nè. Đó, là nó hít nè, các bạn thấy nó hít rồi. Nó có cục hít ngay đây nè. Là cái thanh này nè, cái thanh này là thanh hít để nó giữ là cái nắp ở trên này nó không có rơi xuống dưới á. Rồi các bạn chỉ cần ấn cái nút này thôi. Đó là nó quay. Là nó cắt cái dòng này rất là nhanh. Và mình không phải dùng sức. Đó, cái máy này là trực chiến ở đây 24 trên 24 để luôn luôn được sử dụng. Và chỗ này là những cái đồ, cái hũ để mình nêm thêm, ví dụ như mình ăn cái gì mình muốn nêm thêm thì mình nêm. Rồi còn dầu này á thì dầu này còn mới cho nên mình để lại mình xài. Và mình có làm một hũ dầu điều và luôn luôn trực chiến để ngay góc này nè các bạn, biết không, khi mà mình đậy nắp á thì nó bị hôi dầu, nhưng mà mình để như vậy là mình xài được rất là lâu, nó không có bị hôi dầu các bạn. Đó đó là rồi cái đồ hộp nè các bạn. Đồ hộp này của mình nó không phải là chỗ này, không phải là chỗ để đồ hộp, nhưng mà vì lý do là trong cái ngăn á của mình để đồ hộp nó quá nhiều rồi cho nên nó ngày hôm nay nó tràn ra tới đây rồi các bạn. Một chút xíu mình sẽ quay tới cái ngăn đồ hộp cho các bạn xem. Bây giờ mình tham quan tới cái khu ở trên, là cái khu này là khu gia vị đó, các bạn thấy không, gia vị muối muối hết rồi, chút nữa mình sẽ đổ muối ra, muối đường đó, tất cả mọi thứ. Cái những cái ngăn như thế này là xài mỗi ngày cho nên mình để như này, còn cái ngăn ở trên này là ít xài tới, ví dụ như tuần lễ xài một lần hay gì đó thì mình sẽ để lên phía trên đó. Rồi còn cái ở trên kia là một tháng xài một lần thì mình để lên trên ngăn đó, và một năm xài một lần thì lên đó luôn đó, mọi người thấy không, mình sắp xếp như vậy đó. Thì ở trên đây là những cái cũng là ở phía trên này là cũng là đồ hộp và gia vị, nhưng mà mình mua nhiều quá các bạn, mình mua số lượng nhiều quá mình xài không hết. Ví dụ như cái hũ này đi, mua một lần 5-6 hũ vậy, tại nó sale á, nó sale mình mua lần 5-6 hũ vậy, mình không có xài thì mình sẽ để lên trên đó. Đó các bạn thấy không, đó mình sẽ để trên đó, là khi nào mình xài hết rồi là mình mới bắt cái ghế lên và mình lấy. Đó, đây là cái ngăn nha. Rồi kế bên đây á là một cái tủ chén đó, tủ chén sinh hoạt hàng ngày thì mình sẽ để hết vào đây, ở trên đó là không có xài tới cho nên mình sẽ để lên tủ trên đó. Các bạn thấy bên đây hả, có những cái tủ này rất là gọn, còn cái tủ này là dành cho những cái chén mà không bao giờ xài tới luôn, giống như là cất á, những cái tủ này là để dành cất đồ thôi, tại vì cái tủ này rất là khó lấy đồ, nó là hình tam giác, nó là hình hình thang các bạn, nó xéo ở đây và xéo ở đây nè. Còn tủ này là tủ ly à, các bạn thấy không, ở trong cái tủ ly đó, tủ ly ở trên là máy xay sinh tố đó, những cái đồ mà ít xài là mình sẽ bỏ lên trên đó. Đó các bạn thấy mình bỏ ống hút rồi ở đây nè, dễ lấy, mỗi lần uống cà phê là cứ lấy ly rồi lấy ống hút luôn thôi đó. Rồi bắt đầu mình tham quan cái khu vực bên đây ha. Các bạn thấy không, cái này là máy microwave. Microwave này á mình ít có xài lắm, cái máy này bự, nhà cũng ít có xài lắm, khi nào mà sử dụng cái nào mà nó to quá, mà cái máy nhỏ bên đây nó không có để dừa thì mình mới sử dụng cái máy lớn đó thôi. Rồi các bạn xem tiếp nè, là sát kế bên nữa là cái tủ nước mắm và dầu ăn với giấm, rồi ở trong đây là nước mắm nè, nước tương nè, dầu ăn nè, rồi ở trên này là giấm, rượu, mắm gì
mắm nêm rồi đó, những cái loại mà chai sành rồi nó cao á, thì mình để lên cái tủ này, tủ bên kia chỉ là tủ gia vị thôi đó, bạn thấy không, rất là gọn đó. Và đây là cái gian bếp nè, gian bếp nè, các bạn sẽ thấy là ngày hôm nào mình thay cái này, mình sẽ làm video hướng dẫn cho mọi người cách thay cái này nhanh và lẹ nha mọi người. Rồi ở dưới cái tủ này á, cái này là cái bếp, thì ngăn dưới này là cái lò, để nướng thịt. Nhưng mà Minh á thì Minh không có xài, ít xài lắm, cho nên mình để sử dụng vào việc để nồi với đồ, để nắp đồ trong đây cho nó gọn. Tại vì nhà nhiều nồi ơ quá. Và cái gốc này là Minh sáng chế ra thêm. Đây là cái nồi đúng không? Khi mà mình nấu á, thì nó sẽ nóng, nóng mà mình để dưới này á, đôi khi á nó dính đồ ăn đồ các bạn, hoặc là nó nóng quá nó sẽ bị giống như là đôi khi mình lại mình đụng cái mình sợ nóng á, và dính đồ ẹ nữa. Có nhiều khi mình nấu ở ngoài sân á, đem vô cái để qua cái nó dính đồ ẹ. Cho nên mình mới sử dụng cái dĩ đựng trứng gà, mình để lên. Mình để lên các bạn thấy rất là tiện. Các bạn xem nè. Nè, rất là tiện nè, các bạn thấy dính đồ ẹ không? Đó. Thì ví dụ như cái gì đó dơ cái mình giục cái này luôn thôi, mình không có phải chùi rửa nhiều. Và đặc biệt đó là mình để đây nó không bị chạy, tại vì nếu như cái nền này nhiều khi nó chạy qua chạy lại á, mà mình để lên cái miếng này á là nó không có chạy tới chạy lui đó. Đó, khi mình nấu ăn xong mình hay để đây, nó thay thế cái ghế nồi ở bên Việt Nam mình đó các bạn. Và bắt đầu mình tiếp xuống dưới này ha, tiếp xuống dưới này đó, các bạn biết đó, đây là dầu ăn mình trữ. Khi mình mua nhiều quá đó, cái mình không có xài tới, cái nào mà xài thì mình để ở trên. Còn cái này là mình trữ dầu ăn với rượu, cái này là rượu các bạn, rượu và giấm nữa. Đó. Rồi, ở trên đây. Cái tủ này thì để dành đựng hành, tỏi, đó. Với hộp quẹt, đó, hộp quẹt để mồi bếp rồi đó các bạn. Nếu như bếp mà nó bị tắt bếp á, rồi á. Nãy ha, giới thiệu một quên giới thiệu với các bạn, đây là cái máy rửa chén nè các bạn, máy rửa chén nè đó. Cái này là hôm bữa hai với mấy chị em mình ăn xong cứ bỏ vô rửa, mà thường Minh rửa tay không mà ít khi nào sử dụng máy lắm. Còn cái này là giống như nhà mà có tiệc á, cái mình rửa không nổi cái mình bỏ vào cái máy, mình bỏ vào máy mà mình bấm nút thôi các bạn ơi, mình chỉ cần bấm nút thôi là nó làm việc. Giờ mình sẽ quay cái góc bên đây cho tất cả mọi người xem. Thì mọi người thấy ở bên Mỹ hầu như ai cũng có một cái dàn tủ như thế này. Đó, những cái dàn tủ như vậy để đựng đồ. Và hầu như là ai cũng đựng, không có đủ chỗ đựng luôn các bạn. Cho nên ở bên Mỹ này mình cảm thấy ưng nhất là những cái tủ như thế này. Nó làm cho cái căn nhà mình nó gọn gàng lại hơn á các bạn. Đây nè, những cái đồ ăn nè, mua về gia vị, những cái gia vị mua về để sử dụng. Còn đây là cái những cái túi các bạn, cái túi ni lông để mình đựng thức ăn á, nó có loại bự và nhỏ khác nhau, cũng như là để freezer khác, còn để ngăn mát nó khác nhau đó. Mua túi vừa và túi nhỏ nè các bạn đó. Còn cái kia là mì, bột mì mình ít khi xài mình để như đó. Còn cái góc bên đây là góc về chén kêu bằng đũa và nĩa rồi giá, tất cả mọi thứ đều nằm ở góc bên đây nè. Cái kẹp để nướng thịt nè các bạn, kẹp để nướng thịt nè, và đủ loại kẹp luôn. Chị bà ở nhà mà mua nhiều lắm nè, đủ thứ hết trơn, mà mua cái loại nào mà thấy sale rẻ rẻ là bà mua về chất đầy nhóc cái nhà. Rồi á, cái đây là cái những cái nĩa mũ các bạn, những cái nĩa mũ khi mà mình đi ăn á, người ta cho á, mình đem về mình thay vì mình bỏ thì mình giữ lại mình sử dụng. Tại vì những cái nĩa này nó cũng rất là công dụng, ví dụ như cho con trai của mình ấy, nó ăn rồi nó chơi nó giục luôn cũng không sao. Và những cái nĩa này các bạn ăn á, hả, nó có cái độ bám rất là tốt, các bạn ghim vào thức ăn nó dính chắc lắm đó. Đó thì cái này thay vì mình bỏ thì uổng, đem gì để gì nè, để một góc như này để xài. Rồi hai cái bình này là hai bình để đựng nước, để làm nước đá, các bạn thấy không, đũa. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao là có hai cái sóng đũa lận, tại vì á
như vậy. Minh á thì Minh mướn nhà, Minh mướn phòng và Minh share phòng với người ta, cho nên á Minh cái sóng này là sóng đũa của Minh, sóng đũa này sóng đũa của Minh. Minh sử dụng đũa đen, các bạn thấy nè. Minh thì Minh hai vợ chồng Minh sử dụng sóng đũa đen, còn á còn dì với chị á thì hai người đó họ thích xài đũa tre. Và cái sóng đũa này á cũng là của dì với chị luôn, nhưng mà hai cái sóng đũa này chỉ để dành cho chiên xào nấu thôi. Đũa này là đũa để chiên xào và nấu thôi, các bạn thấy nó đen không? Đó, là đũa này chỉ để chiên nấu đồ ăn thôi. Và dì với chị á là họ sử dụng ở cái ngăn ở dưới này. Chút mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn cái góc bên đây á, góc bên đây á là các bạn biết không, mình đựng những cái hộp to go này, những cái hộp to go như thế này. Mỗi lần mà thức ăn mà mình ăn không hết á, hoặc là mình qua ngày rồi á, thì mình bỏ vào hộp và mình bỏ vào tủ lạnh thì mình tránh cái tình trạng là nó ôi thiêu á các bạn. Hoặc là cho nó chống cái bếp thì thường là tránh tình trạng ôi thiêu nhiều hơn. Đó, thì bên đây là cái góc để cái hộp đựng thức ăn. Còn cái này là cái nắp đựng, nắp để đậy dán các bạn. Mà hạn chế hoặc là mình chiên đồ ăn á, mình sợ nó văng á, mình đẩy cái nắp đó lên thì nó sẽ hạn chế cái mức dầu văng lên người mình. Bây giờ không có chỗ để cho nên giờ cái nồi cơm điện nó nằm tuốt ở ngoài này. Với thứ hai lý do tại sao mình để nồi cơm điện ngoài này là tại vì khi mình mở cái nắp lên vậy nè các bạn, thì nó đụng với cái thành này, cho nên hả mình phải kéo ra ngoài này mình mới mở cái nồi cơm được đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi kế bên nữa là cái bọc thức ăn, cái giấy bọc thức ăn, các bạn thấy không? Nè đó, thì nhà này có hai cái, một cái là nhỏ, một cái loại là nhỏ, một cái loại là bự. Cái loại này bự này để khi mà bọc những cái thau hay cái dĩa nó to quá đó, thì cái miếng này nó bọc không đủ thì mình sử dụng cái hộp bên đây. Đó, còn Minh thì mình hay sử dụng cái lò vi sóng này nhiều hơn, tại vì nó vừa, ví dụ có cái chén hay cái gì thôi mình bỏ vào nó vừa, cho nên sử dụng cái lò nhỏ này. Lò này là nướng các bạn. Còn đây là cái lò kẹp bánh mì, nướng bánh mì kẹp á, bánh mì sandwich á. Các bạn bỏ bánh mì vào, các bạn nhận xuống nhìn là tới hết bao nhiêu giây vậy đó sẽ bật lên. Và cái góc đây là cái nồi cơm này của cái chú ổng xe phòng ở đây. Ổng có một cái nồi cơm riêng, và cái nồi cơm kia là của mình và chị đó. Rồi mình sẽ cho các bạn tham quan tiếp phía trên nha. Cái này là cái này là máy xay tỏi của gia đình, hai chị em xài. Cái này là đồ lược cà phê các bạn. Rồi còn cái tủ này là cái ngăn này là của mình, cái ngăn này đựng đồ của mình, là đựng gia vị của mình nè, rồi cà phê hay là đồ hộp đồ của mình là mình bỏ ở đây hết. Ở trên là đồ khô đó, còn ở trên là những cái hũ nào mà mình không có xài đó, hoặc bánh tráng mà mình mua nhiều quá mình bỏ lên trên đó. Cái ngăn này là ngăn của mình, ví dụ như mình đi xe phòng á, mình đi xe phòng mà ai mướn phòng á là sẽ được một cái ngăn như vậy. Chủ nhà sẽ sắp xếp cho mình một cái ngăn để mình sử dụng riêng, và mình để đồ gì đó của mình là mình để riêng ha. À, rồi còn bên đây là đồ hộp luôn. Đồ hộp chỉ mua rất là nhiều và mình phải chữ các bạn, theo kiểu là xài từ từ các bạn. Đó là cái này là rau củ quả, rồi mì khô rồi các bạn, rồi cà phê rồi đó nè. Đó rồi cái ngăn này là ngăn cũng đồ khô luôn đó, nhưng mà đồ khô này thường sử dụng hơn cái ngăn này chưa, giống như là lâu lắm mình mới xài tới thì mình mới bỏ ngăn này. Còn ngăn này là sử dụng thường nhất. Ở trên là bún, các bạn thấy không? Bún à. Bún khô. Ở này là hủ tiếu nuôi, rồi mì, rồi dưới này là đồ hộp hạt nêm, rồi ở dưới này thì cũng bún luôn. Đó, bún mì, nhưng mà dưới này sẽ hỗn tạp hơn, mỗi thứ một chút.
còn trên này á, thì để riêng. À, các bạn thấy không? Rồi mình sẽ mời các bạn xuống cái ngăn ở phía dưới đây nè, đựng nè, bọc nè, bọc nè, rồi bọc đựng rác các bạn, bọc đựng rác, hai cái bịch này là bọc đựng rác đây, rồi cái hũ này là để lau bếp nè các bạn, lau bếp, cái giấy này cũng giấy ra lau bếp luôn, giấy giấy đó, trong giấy đó nó có xà bông á, rồi đó. Và mình sẽ cho các bạn tham quan tiếp những cái ngăn tủ ở dưới này ha. Đây nè, là ngăn tủ này là đựng chuyên về những cái vật dụng làm bếp, là dao bào nè, rồi cái đồ mà để nấu phở các bạn, khi mình bỏ vào gia vị vô đây cái đầu mình kẹp lại, cái mình nấu tới lúc khi xài xong của mình chỉ cần vớt nó ra và mình đổ thôi, mình không phải sợ là nó vương vãi mấy cái hột điều hay gì chứ đó. Đây đó, đây là tất cả những đồ làm bếp ha. Đó, rồi dưới này là cũng gia vị luôn đó các bạn thấy không? Gia vị đó, gia vị là, rồi ngăn này là ngăn mình đựng bọc để mình tái sử dụng các bạn. Ngăn dưới này á thì cái ngăn này là mình đựng nồi đó, nồi niêu xoong chảo, tại vì hai nhà dồn lại cho nên rất là nhiều nồi các bạn. Đây còn đây nè, mình nói là lý do nãy mình có kể cho các bạn xem á, là tại sao mà nó tràn ra ngoài đó, là nó như vậy đây, của người ta là chỉ để như thế này thôi, mà bây giờ mình còn phải để như vậy nữa, mà nó còn không hết nữa, mà nó tràn ra ngoài luôn, nó tràn ra ngoài. Đây còn một cái bịch nữa nè các bạn, đó đó, cái bịch đó còn chưa có cho vô tủ nữa đó. À mọi người thấy không, quá trời, chết rồi, gớt cái hũ ở trong rồi. Rồi tiếp nha các bạn, đó, đây là ngăn sóng chén và muỗng đũa của chị phải xài, chị và cô xài đó, chị và cô phải thích xài cây đũa cây lắm cho nên để ở đây đó, muỗng nĩa, rồi muỗng ngắn muỗng dài, rồi muỗng múc cơm múc canh, rồi mấy cái đồ làm bếp đó, để ngăn nắp hết vậy đó các bạn đó. Rồi bên đây nữa, bên đây là bột, cái ngăn cái tủ này là tủ bột, tất cả các loại bột đó. Rồi cái ngăn dưới này lại là nồi niêu xoong chảo tiếp đó, nồi niêu xoong chảo trên này, nồi niêu xoong chảo dưới này là nắp nồi, tại vì cái này cái ngăn này là của chị chủ nhà nhiều, còn cái nồi mà mình bỏ trong lò vi sóng, trong cái lò nướng đó là của mình, cái đó là nồi niêu của mình. Rồi bên cái ngăn này thì không có gì hết, trống trơn, tại vì ngăn này bỏ trống, ngăn này không có xài tới đó. Sau khi các bạn tham quan ngăn bếp của mình thì các bạn cảm thấy như sao? Rất là nhiều đồ đúng không ạ? Tại vì nếu như mà mình không có những cái ngăn bếp và những ngăn tủ như thế này, chắc có lẽ là đồ nó sẽ chất đầy nhóc luôn các bạn. Và mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người về sơ sơ về cái cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, và cái sinh hoạt mà khi mà mình làm bếp ra sao, cũng như là những cái vật dụng ở nhà của mình nó có những gì thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Thì nhà này là chị cũng ham sắm đồ mà mình cũng ham sắm đồ, cho nên hai chị em mà nay nấy sống mà tới cùng nhà nó rất là nhiều đồ. Và hầu như mở ra cái tủ nào nó cũng đầy đầy nhóc đồ hết trơn các bạn. Và còn một mớ đồ phía sau nữa mà mình không xài, mình phải đóng vào cái thùng mà mình để phía sau các bạn. Chứ cái không phải là chỉ có nhiêu đây không đâu các bạn. Cuộc sống hàng ngày của mình với tất cả mọi người, mong là mọi người thích video này và nhớ ủng hộ kênh của mình thật nhiều, và luôn đồng hành cùng với mình trong cái con đường làm YouTube nha mọi người. Hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ tinh thần mình có nhiều động lực hơn để có thể làm video cho mọi người xem, hoặc là tham quan về cuộc sống bên Mỹ như thế nào nha mọi người. Bye bye mọi người, và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Đừng quên những khung giờ quen thuộc của mình nha. Bye bye, mình sẽ quay lại với những video hấp dẫn hơn nữa nha mọi người.